thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp một cái sản phẩm xa xỉ trong giới cầu lông của chúng ta, đập hộp một cái sản phẩm vợt cầu lông. Hello, xin chào toàn thể tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của BBShop ngày hôm nay. Ngày hôm nay như đây anh có thể nhìn thấy ở đây tôi có một cái hộp. Nếu mà không quay ra thì anh em chắc chả biết là hộp của hãng nào đâu nhỉ? Chả biết ở đây trong này là cái gì đâu nhỉ? Nhưng mà bởi vì hôm qua về một sản phẩm này tôi ôm nó ngủ cả đêm. Đây là một cái sản phẩm hôm nay để làm clip gọi là đập hộp cho các anh em xem. Thì như anh em cũng biết là các ngôi sao lớn trong ngành giải trí thường đập hộp hàng hiệu. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp một cái sản phẩm xa xỉ trong giới cầu lông của chúng ta, đập hộp một cái sản phẩm vợt cầu lông. Thì xin thưa với anh em, đây là một cây vợt có tên là Alnut, với một tiếng dòng chữ Trung Quốc ở đây. Đây là một sản phẩm của Lai Ninh. Đây, sản phẩm đến từ thương hiệu Lai Ninh. Như nhiều anh em có thể phỏng đoán ra thì đây chính là một sản phẩm cây Alnut 9000i bản Limited. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đập hộp cái sản phẩm hàng hiệu này xem tình hình là thế nào nhé. Như anh em biết thì 9000i có hai phiên bản. Thì phiên bản này là phiên bản nội địa Trung Quốc và phiên bản này là phiên bản quốc tế. Thì tôi đã làm clip review chi tiết sản phẩm bản quốc tế rồi. Thì đấy, tí nữa thì chúng ta sẽ làm clip khác để so sánh. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm clip đập hộp xem sản phẩm này như thế nào. Hôm qua hàng mới về, nguyên đai nguyên kiện, tôi chưa có làm gì cả. Hôm nay chúng ta sẽ làm clip đập hộp. Thì đầu tiên chúng tôi sẽ cắt cái này ra xem nó có cái điểm gì nổi bật. Úi dồi ôi, anh em ơi, nghe cái này. Đầu tiên là chúng ta sẽ bóc cái ni lông ra, bóc một cách từ từ, tránh làm hỏng cái hộp đẹp của chúng ta. Tỉ mỉ và cẩn thận. Clip đập hộp mà đập hộp đây, nhưng mà đây phải gọi là hàng hiệu trong môn cầu lông ấy chứ. Thì giá thành của nó thì rất là cao rồi. Thì anh em biết là các sản phẩm này thì giá thành cực kỳ cao rồi. Những người sở hữu cái sản phẩm này thì phải gọi là những người có điều kiện. Muốn sở hữu sản phẩm riêng cho mình. Đây, sau lớp ni lông, đây là một cái hộp. Bên ngoài thì chúng ta có thể thấy đây là một cái hộp bằng xốp cứng hoặc là bằng nhựa loại ổn đi. Đây là một cái tay sách, trên tay sách thì có thương hiệu của Lai Ninh. Đầu tiên chúng ta muốn mở cái hộp này ra thì hình như đây có hai cái, à đây, nó có hai cái chốt. Chúng ta mở hai cái chốt này ra, xong rồi mở thế nào ta, tôi chưa biết là mở như nào nữa. À đây, à, từ từ xem nào, hỏng mất cái hộp này thì nó phí quá. Còn đâu nữa không? Trên này có series luôn với cả thông số của cây vợt luôn. Series thông số. Nhìn quanh một vòng ở ngoài thì chúng ta thấy nó cực kỳ là hầm hố và hoành tráng, như một cái hộp đựng súng. Xách thế này mà đi ra ngoài thì ối anh em phải cẩn thận, nguy hiểm. Nhưng mà hiện tại là tôi chưa biết mở cái này như thế nào. Anh em ơi, mở sao đây? Nó hơi díp một tí. Rồi ok, tôi đã. Wow, anh em có thể nhìn thấy quang cảnh bên trong của sản phẩm này. Xin giới thiệu với anh em, đầu tiên là cây vợt phiên bản giới hạn Limited. Nó có cái đặc điểm gì khác với cây vợt khác không thì chúng ta cũng chưa biết. Nhưng mà đây là phiên bản Limited, xem nó có viết cái chữ gì Limited không, xem nó có khác gì với cả cây hàng nội địa không. Chắc chắn nó sẽ có cái điểm gì khác. À đây, xin thưa với anh em, mã số của cây vợt Limited nó được in đỏ ở phần cuối của cán vợt gần chuôi cầm. Còn cái sản phẩm nội địa với cả sản phẩm quốc tế thì chúng ta sẽ chỉ in khắc in mờ thôi. Còn sản phẩm này thì là in một dòng đỏ luôn, N0.S163 thì chắc tôi nghĩ là số hiệu của sản phẩm. Rồi, còn cái độ tỉ mỉ của nó đến đâu thì chúng ta sẽ xem xét sau.
xem trong cái hộp này còn những cái gì nào. Một bộ lưới của Lightning. Đây là lưới Lightning No 1. Một bộ lưới đi để căng vào cái vợt này. Tiếp theo, một hộp cầu Lightning A cộng 300 màu đỏ. Tiếp tới là đây là có 10 cuốn vợt, 1, 2, 3, 4, 5, 10 cuốn vợt đi kèm. Và có một cái đặc điểm nữa, đó là có hai bộ gen để thay thế cho cái vợt này. Hai bộ gen để thay thế cho cái vợt. Đấy, hai bộ gen để thay thế cho cái vợt. Tiếp theo, ở dưới mặt vợt này chúng ta có một quyển sách hướng dẫn của Lightning cách căng vợt. Làm thế nào? Anh tất nhiên là anh em nào mà phải hiểu tiếng Trung Quốc thì chúng ta mới có thể dịch được. Thì cái sản phẩm này thì tôi nói với anh em đây là một sản phẩm vô cùng là xa xỉ. Vô cùng là xa xỉ. Đấy. Vô cùng là chu đáo và vô cùng là xa xỉ tới từ thương hiệu Lightning, thì nó quả là một trong những cái vật phẩm mà nếu mà bạn nào mà để chơi thì cũng hơi tiếc, nhưng mà để sưu tập thì nó cực kỳ là đỉnh đấy anh em ạ. Một sản phẩm trên cả sự tuyệt vời. Tất nhiên là giá thành của nó cũng không hề rẻ. Với phiên bản limited này thì hiện tại đang có giá FB Shop là rơi đâu đó khoảng tầm gần 9 củ. Sắp tới đây khi mà nó được bán ra nhiều hơn thì tôi nghĩ là các nhà phân phối sẽ đôn cái này, giá này của cây vợt này lên cao hơn nữa đấy. Nên là trong tầm giá này đang ngon, nên là anh em nào mà có thì có cần thì sang FB Shop và múc. Tôi còn một bộ. Tôi nghĩ là lần sau về thêm thì giá của nó sẽ phải trên 10 triệu, có thể là mười mấy triệu một bộ sản phẩm như này. Phiên bản limited của Adidas 9000. Hôm nay chúng ta sẽ đập hộp xong, hoàn thành đập hộp xong thành công một cái phi vụ hàng hiệu tới từ thương hiệu Lightning. Thì không biết là cảm giác của anh em khi mở một cái hộp ra như này, anh em có thấy vui sướng không? Như tôi rất vui sướng. Quá là đẹp. Hay là tôi lấy cái sản phẩm này để trưng bày trong nhà nhỉ? Thôi anh em cùng cho cái ý kiến về cái sản phẩm Aonus 9000 Limited này. Anh em nào mà còn chưa được xem thì có thể sang FB Shop để chúng ta có thể chiêm ngưỡng. Còn những anh em nào mà có rồi thì thực sự là một người đẳng cấp. Thì chúng ta cũng để lại cho một ít comment ở phía bên dưới nhá. Thôi xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em trong các clip sắp tới của FB Shop. Hôm nay đập hộp xong 9000 đi. Nhớ like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của FB Shop nhá. Bye bye.